Lớp học thân thương ấy mở ra trước một ước mơ của người phụ nữ có cuộc đời nhiều sóng gió. Nhưng đôi mắt chị lúc nào cũng rạng ngời và đôi môi luôn nở nụ cười. Điều khiến các em nhỏ yêu quý chị đó là chị luôn dạy những bài học về cuộc sống, nghị lực vươn lên cho học sinh của mình. Nhiều người nói số phận không mỉm cười với chị khi cứ mang hết nỗi bất hạnh này đến nỗi buồn khác đến cuộc đời người con gái ấy. Bởi chị mồ côi mẹ từ nhỏ, bố bận công tác liên miên, chị phải về ở với gia đình chị gái và sống trong sự bao bọc của anh chị. Tuổi thơ của chị với nhiều sự tủi hờn về số phận khi nhìn bạn bè cùng trang lứa có bố mẹ ở bên, còn chị phải sống trong cảnh thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm. Khi mà mẹ tôi sinh em thứ bảy là trai nhưng mà lại mất cả mẹ cả con. Thế đâm ra là sáu chị em gái thì em út nhất là em Nguyễn Hải Yến thì lại là út bé. Thế là cả nhà thì mẹ mất sớm thì cả nhà chị em thì ai cũng thương em. Thì có tôi là lớn nhất thì hai vợ chồng bàn nhau để đón em xuống dưới đấy để cùng chăm sóc cho em và cho em tiếp tục ăn học. Ngày tháng trôi qua, chị Nguyễn Hải Yến sống trong sự bao bọc của vợ chồng chị gái. Tuy khó khăn nhưng luôn đầm ấm vui vẻ. Năm 18 tuổi, một biến cố xảy đến với chị khi trên đường từ trường về nhà. Chị bị tai nạn khiến chị mất đi chân phải. Vậy là những dự định cho tương lai, những mơ ước tuổi trăng tròn chị ấp ủ đều sụp đổ. Từ một cô gái hay cười, chị trở thành một người khó tính, sống khép mình, tách biệt với mọi người xung quanh. Cái nỗi bất hạnh nó xảy ra khi còn rất nhỏ, thì hồi đấy tôi cũng chưa cảm nhận được nó đau đớn như thế nào. Nhưng mà sau này khi mà trưởng thành rồi gặp một cái cú sốc bất ngờ của cuộc đời ấy, thì tôi thật sự là lúc đấy rất là tuyệt vọng. Và cũng có lúc tôi muốn từ bỏ cái cuộc sống này. Thế nhưng mà được gia đình rồi bạn bè mọi người động viên giúp đỡ và khuyến khích tôi. Nên tôi đã vượt qua được cái cú sốc đấy. Và tôi bắt đầu làm quen với lại cuộc sống của một người khuyết tật. Phải mất một thời gian dài sau tai nạn, chị Yến mới quen với cuộc sống của người khuyết tật. Và không muốn là gánh nặng cho gia đình, chị quyết định chọn học nghề may để vừa có công việc phù hợp với sức khỏe, vừa để nuôi sống bản thân. Do có đôi tay khéo léo, cẩn thận nên tiệm may của chị rất đông khách và giúp chị vơi bớt đi những nỗi buồn, sự mặc cảm về bản thân. Cuộc sống lúc bây giờ khá ổn định, nhưng chị vẫn không nguôi ước mơ được trở thành sinh viên. Bởi chị nghĩ thời trang rồi sẽ có ngày bão hòa vì có nhiều đồ may sẵn nhập từ các nơi về. Chỉ có ngoại ngữ là lúc nào cũng cần và trong tương lai chắc chắn nó sẽ càng phát triển hơn. Chị rất thích tiếng Anh và mong muốn học xong trở về quê hương mở lớp dạy tiếng Anh cho các em học sinh. Do đó, chị Yến quyết tâm ôn luyện và thi đỗ vào khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Khi mà tôi bước chân vào giảng đường đại học, thì cái điều mà tôi vấp phải đó là cái sự kỳ thị của các bạn sinh viên không khuyết tật khác. Và cái cuộc sống sinh hoạt của một người khuyết tật trong cái cộng đồng những người bạn sinh viên của mình rất là khó khăn và vất vả. Nhưng mà khi mà tôi cảm nhận thấy những cái khó khăn của mình là như thế, thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái bạn khuyết tật khác cũng chắc cũng gặp những cái khó khăn như mình. Tôi quyết định thành lập ra cái câu lạc bộ sinh viên khuyết tật Hà Nội. Cái câu lạc bộ này được thành lập với cái mục đích là giúp cho các bạn sinh viên khuyết tật khác cùng học ở trên các trường đại học, cao đẳng và trung học ở trên địa bàn Hà Nội
gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc sống sinh viên của chị trôi qua với những tháng ngày đầy ý nghĩa. Và đến khi ra trường, chị may mắn khi tìm được một người yêu thương mình và có một gia đình hạnh phúc. Sau đó, vợ chồng chị vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc. Chị quyết định đi đến một vùng đất mới để cảm nhận cuộc sống xung quanh. Đồng nghĩa với đó, chị phải gác lại những ước mơ của mình. Sau khi ra trường, tôi lập gia đình và chúng tôi chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc. Thì mới đầu cuộc sống cũng rất là khó khăn, thì hai vợ chồng đều phải đi làm thêm. Ông xã tôi thì đi dạy thêm ở các trường, rồi là tôi thì làm thêm cho các báo, cộng tác cho các báo du lịch, báo Tiền Phong, báo Công an Nhân dân, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên. Vợ chồng chị chia tay nhau vào cuối năm 2013. Chị đưa con trai trở về Quảng Ninh và tiếp tục thực hiện ước mơ gian dở là dạy ngoại ngữ cho các em học sinh quê mình. Dù trở về mang nhiều nỗi buồn tủi, nhưng chị đã vượt qua để mong có một cuộc sống ổn định tại nơi mà chị đã sinh ra và trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Bắt đầu quay trở về quê hương thì tôi và con trai, hai mẹ con thật sự là cũng gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái cú sốc đấy cũng buồn. Sau khi đưa con trai trở về quê thì tôi thật sự là cũng buồn và hai mẹ con cũng gặp khó khăn ở trong cuộc sống. Thế nhưng mà tôi khi mà tôi mở lớp dạy thì các em học sinh đã khiến cho tôi quên đi hết nỗi buồn để tôi tiếp tục lo cuộc sống cho con trai. Biết rằng tiếng Anh là một ngôn ngữ rất khó, nó không giống như những phép tính nên cần có một phương pháp dạy hiệu quả để các em có thể tiếp thu và học nhanh nhất. Và chị đã làm được khi các em ở đây hiểu bài rất nhanh. Hằng ngày chị lấy niềm vui đó là dạy cho các em nhỏ. Những tiếng cười, tiếng nói của các em giúp chị xua tan những mệt mỏi và cố gắng hơn trong cuộc sống. Chị đã giúp nhiều em nhỏ có được những bài học bổ ích, giúp các em cố gắng hơn trong học tập và đạt được kết quả tốt. Ngày cháu học của cô Yến ấy, thì tôi cũng thấy cháu tiến bộ rất là nhiều. Trước đây thì không thấy hay nói tiếng Anh, nhưng mà từ ngày học đấy và cứ thấy cháu nói cũng nhiều lắm. Có những cái từ như là bàn, ghế, thứ hay cháu cứ nhìn thấy là cháu nói đó. Thì chị Yến, chị thực ra chị là một cô giáo rất là nhiệt tình và tận tụy với học sinh. Có những cái bạn học sinh mà gia đình khó khăn ấy, chị cũng không thu học phí, thậm chí chị còn động viên gia đình ấy, đưa các cháu đến để học nữa. Chị rất là nhiệt tình, tôi cũng cho cháu học ở đây tôi rất là yên tâm. Không những chị dạy những bài học tiếng Anh mà chị còn dạy các em nhỏ về cuộc sống và sự nhân hậu. Chị đã để lại trong các em một hình tượng về cô giáo khuyết tật nhưng đầy tình yêu thương con người và nghị lực vươn lên trong khó khăn. Cô là một người hết sức yêu thương học sinh. Cô yêu thương chúng em như con ruột của cô. Trong mỗi bài giảng của cô thì cô chất chứa rất là nhiều tình yêu và nhiệt huyết của cô. Em ngưỡng mộ cô không chỉ vì kiến thức của cô mà còn vì nghị lực. Sau tai nạn, cô chỉ còn một chân nhưng cô vẫn cố gắng truyền đạt kiến thức cho chúng em. Em học được không chỉ về kiến thức mà còn học được về nghị lực phi thường của cô. Bên cạnh việc dạy học, chị còn vận động mọi người và thành lập câu lạc bộ Người Khuyết Tật huyện Đông Triều. Hai năm qua, câu lạc bộ đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh chị em khuyết tật trong toàn huyện. Câu lạc bộ mở ra đã giúp những người khuyết tật tìm thấy niềm vui và tự tin hơn trong cuộc sống. Họ đã cùng nhau vượt qua những khó khăn để tìm được mục đích sống cho riêng mình. Cô Yến ấy, là một người nói chung hội trưởng, năng nổ và đầu óc sáng tạo. Và nói chung là
Và cái việc mà cô ấy chỉ đạo hội, nói chung là để cho hội, nói chung là ai cũng quý mến và gọi là cũng phải phục tùng và cũng phải công nhận chị là một người hội trưởng giỏi. Chị cũng gọi là đi động viên anh chị em vào hội và động viên gia đình người ta, nếu như ai có con em mà khuyết tật mà có hoàn cảnh khó khăn ấy, thì chị đến tận nhà chị động viên gọi là gia đình cho người khuyết tật vào hội để học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Không chỉ duy trì hoạt động của câu lạc bộ, chị còn tổ chức dạy ngoại ngữ miễn phí cho con các thành viên trong câu lạc bộ. Chị cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, thăm hỏi các thành viên trong nhóm để động viên mọi người. Cái công tác của chị là nghề giáo viên. Nếu chị dạy cho hội viên này, cho các em học sinh này, ở khu vực quanh thị xã Đông Triều, ai có nhu cầu đến học chỗ chị ấy, chị đều giúp đỡ và gọi là nói đúng là phải có một tí công thôi. Thế nhưng mà chị ủng hộ, chị đấy rất nhiệt tình và dù nắng dù mưa gọi là vất vả như thế nhưng mà chị vẫn vô tư thoải mái, vẫn cười, vẫn để cho mọi người vui vẻ. Vừa qua chị Yến đã sang Thái Lan tham dự khóa tập huấn dành cho những người khởi xướng ra các nhóm tự lực của người khuyết tật dựa trên quyền và sự phát triển cộng đồng bền vững. Chuyến đi này là do tổ chức Người Khuyết Tật Việt Nam giới thiệu. Ở đây chị đã học được rất nhiều điều, mang lại cho chị những cảm xúc riêng và muốn cống hiến sức mình nhiều hơn nữa. Thời gian vừa rồi tôi có đi tham gia một lớp tập huấn ở bên Thái Lan về năng lực lãnh đạo cho các trưởng nhóm. Thì thật ra cái khóa học đấy đã giúp tôi rất nhiều điều, vì những cái kinh nghiệm của các trưởng nhóm của các nước phát triển trong châu Á Thái Bình Dương này, kinh nghiệm của họ chia sẻ cùng với tôi và họ giúp cho nhóm của họ phát triển như thế nào, thì tất cả những cái kỹ năng rồi những cái kinh nghiệm ở trong khóa học ấy đã giúp cho tôi được nhiều điều để về phát triển cái câu lạc bộ của mình. Trải qua bao sóng gió cuộc đời, chị tìm lại được niềm vui trong những việc làm thiện nguyện, trong những tiếng cười trẻ thơ. Với chị, từng đó thôi là đủ mang lại cho chị hạnh phúc. Và con trai chị lúc này là niềm tin, niềm hy vọng đối với người phụ nữ khuyết tật. Mong muốn của tôi bây giờ là làm sao giúp đỡ được cho các em học sinh học tập tốt hơn, tự tin hơn trong phần giao tiếp tiếng Anh và tiếng Anh phát triển hơn nữa. Còn về câu lạc bộ thì tôi muốn câu lạc bộ sẽ phát triển hơn nữa và mọi người sẽ được nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn nữa đối với lại xã hội. Còn về cuộc sống gia đình thì tôi cũng rất mong muốn cho cái cuộc sống của hai mẹ con còn tốt hơn nữa. Và bản thân mình thì cũng rất muốn trau dồi thêm nhiều kiến thức. Những nỗ lực cố gắng suốt thời gian qua không chỉ vì bản thân mà chị còn muốn khuyến khích tinh thần của những người khuyết tật khác, giúp họ có thêm niềm tin, động lực vươn lên. Trải qua những bất trắc, khó khăn trong cuộc sống, giờ đây chị Nguyễn Hải Yến tràn đầy nghị lực, lạc quan và muốn truyền cảm hứng vượt khó trong cuộc sống cho tất cả mọi người.